Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, áp thấp phía Tây vẫn hoạt động mạnh, vì vậy mà Bắc Bộ và các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa tới Phú Yên, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như tại Hòa Bình, Láng Hà Nội, Phú Lý Hà Nam, Tĩnh Gia Thanh Hóa, Tây Hiếu Nghệ An, Đô Lương Nghệ An, Đông Hà Quảng Trị, Ba Tơ Quảng Ngãi. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, đây sẽ là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng này, vì hiện nay một rãnh áp thấp ở lục địa Trung Quốc có trục ở vào khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, trước tiên ở vùng núi, sau mở rộng ra toàn Bắc Bộ trong ngày 4 tháng 6. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Sau đó, từ đêm ngày 6 tháng 6 tới đêm ngày 9 tháng 6, ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra một đợt mưa dông diện rộng nữa. Vùng núi có khả năng mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nhờ mưa xuống nên từ ngày 4 tháng 6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, còn tại Trung Bộ thì nắng nóng sẽ thuyên giảm dần. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại. Dự báo từ chiều và tối nay, mưa ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng lên mức rải rác. Tuy nhiên, mưa vẫn xuất hiện khá muộn và lượng mưa chưa lớn. Còn từ sáng cho tới ngày 15 giờ chiều, cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời vẫn có nắng. Vì thế mà nền nhiệt trưa chiều ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục cao, dao động từ 31-34 độ. Ở Nam Bộ, nóng 35-36 độ vẫn xuất hiện ở miền Đông. Còn ở miền Tây, nhiệt độ là từ 33-34 độ. Tin bão gần biển Đông, cơn bão Choi Wan. Hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm bão vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40-50 km/h, giật cấp 8. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Bão Choi Wan sau khi đi vào kinh tuyến 120 độ sẽ đổi hướng di chuyển ra biển Đông, nên ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12 đến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 118 đến 120 độ Kinh Đông sẽ có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 33-36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Trung Du, Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Vùng núi phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng vùng núi là từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 33 tới 36 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, giữa vùng biển phía đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, giữa phía đông gió tây bắc cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, giữa vùng biển phía đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, giữa phía đông gió tây bắc cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.